Xin chào cả nhà, mình đang có mặt tại xã Láng Lớn, gần ngay trung tâm ủy ban xã. Trước mặt mình là ủy ban xã. Ở đây là cái mũi tàu, đây có cái đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy. Đây mũi tàu. Đường hướng này là đi về Kim Long, đường hướng này là đi về Bầu Trinh. Hai trục đường chính liên xã. Đường này là xã Bầu Trinh, từ ủy ban xã Bầu Trinh đến đây chạy thẳng ra ủy ban xã Láng Lớn, gọi là đường Bầu Trinh Láng Lớn. Còn cái mặt trên này là đường Kim Long Láng Lớn, mặt tiền đường chính nha. Đường này đường chính, đường nhựa rất là lớn, trung tâm. Hôm nay mình có mặt ở đây để quay lại cái miếng đất này của anh chủ nhà, nhà mình bán. Anh chủ nhà này thì anh có mấy sào, nhưng bây giờ anh kẹt tiền cho nên anh nhờ bán được 10 mét, sau 30 mét có 100 thổ cư. Đấy, đường rất là đẹp, cực kỳ to, ngay chỗ đèn nhấp nháy này. Chỗ này mua mình để ở hay là mình kinh doanh đều được. Từ trong cái hướng Láng Lớn, trong hướng Bầu Trinh ngã ra mà đi theo đường này để lên Sài Gòn, đi đường ra sau này là đường phía sau lưng mình là đường Mỹ Xuân ngã ra Hòa Bình. Phong thủy rất là đẹp, đất là đẹp. Đây, sắp đến đất của mình. Đất của mình ở phía trước mặt khi hai anh đang đứng đấy. Đất này quá đẹp. Nó thuộc hướng Đông Nam luôn nha. Nếu mà ai mà quay hướng này hướng Đông Nam. Đấy, nhìn từ xa thấy cái vườn cây của mình có nhiều cái cây sầu riêng đang lên. Với là mít. Hai bên đường có đèn đường. Có đèn đường. Có điện đường. Có cột điện to, điện nhỏ, điện ba pha luôn. Bên đường họ đang trồng cây đấy, cây chưa có lá, trồng cây nhỏ, và có luôn cái hệ thống mương thoát nước. Đây để mọi người xem, có hệ thống mương thoát nước xây rất là ok. Đây có hệ thống mương thoát nước phía trước được đó. Bên này nhìn trời mới mưa nên cỏ khá nhiều. Ngay chỗ xe máy mình đi sắp đến miếng đất đấy. Cái này là chủ nhà, họ có nguyên gốc mà họ cắt ra họ bán nha. 10 mét, sâu 30 mét, có 100 mét thổ cư, giá rất là rẻ, chỉ có 135 triệu/mét, tức là miếng đất này là 1 tỷ 350. Đây bắt đầu đến đất của mình này, từ cây sầu riêng lớn này. Đấy, cây sầu riêng rất là lớn, đi qua này có 10 mét là vườn mít đó. Những cây này là vườn mít và cây sầu riêng nhé. Đây là sầu riêng, sầu riêng, đây là cây sầu riêng. Còn mấy này là vườn mít đang cho thu hoạch đấy. Đấy có anh này cắt lá dê đấy, cắt lá cho dê hả? Từ cái cây sầu riêng này qua bên này là đến 10 mét, có 100 mét thổ cư. Trước đường mình là có mương thoát nước nha. Đây có hệ thống mương thoát nước. Đây là cây mít, mít này cho thu hoạch. Mình mua mình chưa ở thì mình rào lại là mình ăn cây này được. Đây cây sầu riêng cực kỳ tốt, quá trời đẹp. Đây, đây cây sầu riêng đẹp đây. Đó, bên kia có một cây sầu riêng già, và bên kia mít to đây. Hướng Đông Nam, mặt trời bên này. Đó, hướng Đông Nam, đất cao hơn đường, nhìn thế là tựa núi mà nhìn sâu. Đây sầu riêng quá đẹp, nhìn đẹp lắm mọi người. Trong này mình nhìn ra thì này, nhà có mấy con chó đang sủa đấy. Cây này cây nát chứ. Cây này là cây mãng cầu, có hệ thống tưới nước này, bếp phun tự động. Đấy, cực kỳ đẹp, nhìn từ trên xuống rất đẹp. Mít có trái này. Đây, đấy, mít có trái này đấy. Phải lúc mít có trái. Cái sầu riêng này bữa trước cũng có trái, bữa này nó hết trái rồi. Đây, cái sầu riêng này. Quá đẹp. Đây, mỗi cây đều có cái hệ thống tưới tự động. Bật lên cái này là chạy thôi. Đấy, có hệ thống tưới tự động. Mua về mấy bữa nữa mình sẽ làm, chủ nhà sẽ làm cái bờ rào lên thì nhìn đẹp lắm.
Đó, mình ra lại ngoài đường này. Đó, trước mặt mình là cái đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy không? Chỗ này mình làm vật liệu xây dựng kinh doanh gì thì quá tuyệt vời luôn. Ngay đường chính trung tâm xã. Mọi người đi Sài Gòn, người trong Bầu Trinh thì đi hướng này, đường rất đẹp. Cực kỳ bằng phẳng, không hề có một tí nào ổ gà hết. Có đèn đường, có điện, có nước. Xung quanh hàng xóm có nhà đây. Có nhà ở đây. Trong này có nhà, bên này cũng có nhà. Sắp tới bên này cũng xây nhà một trệt một lầu. Cái lô đất đó em bán rồi mà bữa nay họ bán lại là 480, em coi có khách giới thiệu sang ngày mới đó, 480 nhé, 480 hoa hồng vẫn 2%. Dạ, dạ ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm nhé. Ai mà có quan tâm cái lô này đầu tư mình bao lời, khu vực này họ bán 160 107, hay là trong xa tít mù sương không kê cả cây số nữa mà bán 155 triệu một mét tới. Đây chỉ có 135 triệu thôi. Tức lô này 10 mét sâu 30 mà 1 tỷ 350 triệu. Mọi người quan tâm thì alo cho mình. Xin cảm ơn nhé.